Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Ga Hàng Vlog. Thì do chiều nay mình đãi 4 bàn cho nên bây giờ mình đang chuẩn bị cho chiên cơm. Thì chiều nay mình sẽ có làm món cơm chiên cá mặn nữa cả nhà. Thì mình làm một vịt này nè, mình để lên trên cái phần cơm chiên. Nhờ bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Em làm chả nữa. Đi làm chả nè. Ai bảo đám lên kia cũng nấu vậy. Ngoại cả ngoại nó nóng nhiều lắm, nó nóng lắm. Ở trên đó là không khỏe, nó gì chứ không khỏe đâu, đi thưa về trình á, đi ngang đi đâu rồi. Xong cái chảo chưa nóng, chảo chưa nóng, xong chảo chưa nóng vậy, nó mỏng ra. Tại chảo mình bự quá, tại chảo bự quá hút tay, bự quá nó hút cái tầm á. Bự quá cái chảo gì vừa chứ lần rồi nó vừa bên đây chiên chảo mới đó, chiên làm chín chín một à. Mấy con cá mặn này ở chiều nay mình sẽ chiên cơm, cơm cá mặn. Cá này mình đã hấp rồi, hấp chung với cơm. Rồi mình sẽ cho cá mặn mình đã bóp rồi. Lá bắp mầm quay nó đẹp. Mầm trang trí rồi. Có nhiều cá đó mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn đúng rồi, mình cầm cái dưới như thế này. 180 ngàn cá mặn. Cái này có cái mũi cho nó. Cái này mình chỉ xào xương xương là được nha. Nó khô là được. Lát tắt trước con đi miếng xong rồi đi ha, bóp sao. Cho nó dễ đi. Cho mình bóp với cơm. Để chị xắt lại quần nữa. Ăn cơm này. Biết rồi. Trứng này hồi mình sẽ trang trí lên trên trên dĩa, dĩa cơm cá mặn. Giờ không người chạy giờ ở đây thôi biết sao vậy. Cá mặn sau khi mình sên xong mình sẽ để vô cơm, mình bóp chung luôn. Cơm miếng nhỏ quá vậy đó. Khô rồi. Sới lên. Sới cho cơm nó tơi lên. Cái món cơm này nếu mà mình làm cho ngon thì mình nấu cơm cho nó tơi ra. Là càng tơi nó còn sẽ ngon hơn. 500 ngàn này qua đưa đâu. Khi mình đãi cái mặn thì mình trộn phải đều lên cho cái mặn nó đều hết. Lỡ hơi ăn chúng miếng khô nó mặn. Nó bong ra mới được. Dạ. Lấy hồi nãy tôi nó không có lấy quạt chúa cho ta. Bao nhiêu chú? Mình trồng nãy giờ là giấc này là mình khó thấy cá mặn đâu rồi. Đi qua. Dạ. Tại vì lượng cá mặn thì mình phải để ít mới được. Nhiều quá nó sẽ cơm nó không ngon, nó mặn lắm. Bây giờ mình đang chuẩn bị chiên cơm. Cơm khô cá mặn. Cho thêm một ít gừng. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho cơm vô luôn. Cơm trong đây thì mình có trộn cá mặn này. Chứ mình có để thêm một ít tiêu. Em ơi á, em ơi á. Em ơi. Đâu có đâu, đợi một chút cái tiêu độc trước rồi mày đâu biết đâu.
mừng không mày ha. Dạ. Để nó chị đó. Các bạn khi mà mình chiên lên thì nó sẽ phật cái mùi thôi. Năm chảo nè. Dạ, ngày mơ thì còn 20 bàn. Phải công nhận là các bạn này mình khi mình chiên nó dậy cái mùi dữ luôn á, thơm. Đa phần thì cơm chiên các bạn này là mình ăn nó không có ngán, thì nó có cái gì mặn mặn á, dễ ăn. Xin miếng tiêu nữa đây. Hả? Tiêu. Xin miếng tiêu nữa đây. Cái này giờ vô bỏ một phần cắt không? Cái gì vậy? Một chú tiêu nữa. Xong rồi đã ăn. Xong. Quá trời mùi nha. Dạ. Con ơi, vợ ơi. Bà Bảy ơi. Bảy. Bảy ơi. Con đó giờ ở đây mình thấy ít ai đẩy mà cơm các bạn này. Phải nấu tí mà là phải vừa. Rồi. Hồi xưa cũng là thợ nấu đó. Trời, thợ nấu đó. Một thời lắm mà. Gì con nhìn con này con vừa ăn lắm, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Dạ chị bảo với tôi chú chơi không bảo nha. Bây giờ là anh Tý đang múc cơm kìa. Cơm xong thì đầu mình sẽ múc cái nước đậu nữa là dọn ra bàn được rồi. Con gấp dọn cho cái người ấy chờ. Lấy ngồi ghế ra đi chị mì ơi. Ngồi cơm thì no luôn. No luôn. Ở đây thì đào phần chiều mình đãi thì đãi cơm luôn. Mình cho ở đây bà con lại ăn cái là có cơm luôn. Có cơm no. Dạ. Đây có đặng với tôm càng coi là nhức nách. Nhức nách luôn. Chan cái nước tôm kho tiêu, tôm kho tàu. Lộp cái bông lên đây con. Okay. Bây giờ mình sẽ sắp trứng lên. Trang trí cái dĩa cơm cho nó đẹp. Ở đâu có gao ra gao gì bây giờ anh Tý thì đang chuẩn bị chiên phai cao thì kêu phai cao cũng được, phai môn cũng được, thì chiên xong chiều nay mình sẽ để trên cái dĩa gỏi á, ăn nó sẽ giòn giòn rất là ngon luôn. Chắc đi lấy hành lá cho. Chắc thôi má. Để xong một chén mang. Bây giờ mình đang chuẩn bị đổ mấy cái này gà này chút mình trong lỗi. Này thịt nè. Trong gọi bữa nay thì có con dưa dừa đi với xài dưa cái xanh xanh đó là tiếng vua. Dạ. Trong gọi có củ hú dừa giòn đó. Đây là thịt với lỗ tai nè mình trong gọi đóng gói củ hú dừa. Dạ. Mời cả nhà nha. Ở đây cái nước sốt của anh làm đây. Hồi lấy cái nước này ngâm tôm khô không tới rồi. Quá trời gùi. Trọng trọng đi lấy cái nước mà ngâm tôm khô anh đó. Chọn cái điều đi rồi tính hết ra đã bốn dĩa rồi chọn luôn
Cái nó còn rau răm với hành phi đồ vô đó, chậu chậu lại. Múc cái miếng nước rồi. Lấy rau răm ra đi. Cô cặp vui cũng rau răm. Bây giờ mình sẽ cho rau găm nữa là gỏi của mình hoàn thành. Đúng rồi, đó sẽ cho rau găm là gỏi mình hoàn thành. Hành phi nữa. À, hành phi khô. Dạ. Rồi cái này nó còn ngứa mà môn nữa. Môn lên hình rất giòn luôn. Dạ, môn lên hồi nãy mình có chiên rồi đó. Đúng rồi đó. Món gỏi chua ở miền Tây đó các bạn ơi. Gỏi củ hủ dừa. Gỏi củ hủ dừa. Thả nấu này chủ nhà thử. Cái rau dữ vậy miếng gì không ăn có này có kia phải có này có kia rồi mới ngon. Ăn đi ta đang lai ra. Lai. Ăn đi rồi tới chừng tới chừng gì? Tới chừng tới dấu rồi điện nữa. Điện nữa. Sao đâu nó cưới. Nhà cô còn nhiều cháu lắm không? Có cháu nhóc mà ba còn bốn đứa rồi đó. Ở đây hai nói hai đứa con là cô lo không luôn á. Đó, cô không á còn nhà cô còn đông lắm đó. Đi sớm đi không ai tốt bằng mẹ. Hai đứa gả cưới hết rồi còn hai đứa cháu. Bốn đứa cháu rồi. Thôi mình nói chung có hai bên là nhóc. Còn nhóc lắm, đừng lo đi tí. Ê chú đâu? Ở đâu? Cái mụn này ăn không hén rồi con. Cái mụn cái mụn nè. Rồi, sao rồi? Hả? Mình có hối ăn được không? Để mình tới ngại rồi. Mình sẽ cho môn lên trên mặt nữa là ngon rồi. Rau răm trong môn với đậu phộng này. Ê nè con ơi, bây giờ mà ngoài ba bốn bạn thì cũng gắn đồ ra vô cây ra vô đi con. Chắc kia chén được chưa? Đũa rồi lên đạn chưa? Mình sẽ cho ít tôm khô lên nữa. Tôm khô nè cả nhà ơi, tôm dạ, khô đây. Tôm khô. Vậy gọi mình để tôm khô lên nhìn hấp dẫn đi. Tao phỏng rồi luôn rồi. Rồi, quá ngon. Mình ở đây thì có mực nè, chứ cá chép giòn. Bọc chả đâu mấy bà? Bọc chả. Chả muối đâu rồi? Bây giờ mình đang chuẩn bị bắt mâm, đang dọn ra giấc chiều. Có hạt cái này có hai loại phải không chú Ghi? Cá với mực chị. Chị ý hỏi á. Cái gì á, lẩu của mình á thì mình sẽ lấy một cái nấm chim châm á, sẽ để vô chân giữa, mình chan nha. Cho thêm cái củ cải nè, bông củ cải. Quá đẹp. Cái này thì mình kho nguyên một nồi vậy nè, nhưng mà ngày mai mình mới đẩy. Chiều nay mình chỉ đẩy có 4 bàn à. Đây, bây giờ mình sẽ múc ra cái ớt đặc. Mình còn trang điểm vô nữa. Vô. Con này cũng ăn chung với bánh mì hay gì? Bánh mì. Dạ. Cái này kiểu nó tựa tựa như bò kho ha. Cái bò đông, bò kho cũng nói à. Cũng nói đó ha. Nó. Dạ. Sao bà kia lâu chơi, cái giấy nó trùi kìa. Ở đây thì món tôm mình cũng gọi luôn rồi nè. Rồi. Tắt bếp. Bắt cái nó xong rồi, bắt mực. Cái tôm này thì nó cũng không có chấm gì cho nên mình cũng không cần nước nhiều. Không. Xin đưa giấy thì ba đem ra trước luôn. Cái này nhầm chỗ ta kêu là tôm kho tàu gì đó phải không vậy? Ừ, đúng rồi, tôm kho tàu. Tôm kho tàu. Tôm mỏng quá, dày quá. Mình cho thêm một ít củ hành, dưa quế. Đây. Dạ, hành củ. Bây giờ mình đang sắp tôm kho tàu rồi. Đây 20 con chị ơi. Đây, 20 con. Một bàn vậy là 20 con. Một thêm nữa không? Không gì nữa đâu. Một bọn lâu thì ngồi biến của lên rồi. Bắt mắt rồi.
Đây là bài thuốc đầu tiên tại Việt Nam chữa khỏi bệnh tiểu đường mà không cần phải đến bệnh viện. Rồi mày này đám quá trời đám hình dễ nha. Dạ cái này vô mùa đám á. Đây về cái thuốc này. Ăn cái bệnh. Rồi tập trung vô đây ông ta quay phim nè. Để ăn cà mau. Ăn cà mau quá nó em nè. Ông già mình thứ hai. Hai đó anh Trung. Cậu mở vậy. Cậu hai. Cậu hai. Dạ con không biết vậy. Nói với là vợ phụng chứ. Chích mày chích mấy mũi rồi. Hai mũi còn phụng có đó. Ba mũi ạ. Người ta chích 5 mũi. Anh có 3 mũi rồi. Nó kêu tôi chích 3 mũi rồi. Nó nói 2 mũi rồi đi 3 mũi. Nó nói giờ tới 4 5 mũi là mấy 3 mũi là nghỉ rồi. Lại lại quất miếng anh em quay đi đây. Đây. Đéo ơi. Đéo. Lại quay phim đi cô. Đẻ đẻ đây. Cho đẻ chút ơi mày làm cái phim nha. Đéo làm cậu ăn đi con. Cậu đám mày có hai đứa được. Chén nữa con chịu. Bỏ chén rồi con đi. Giờ đã kiếm nhai lớn hai tuổi nhỏ. Thôi đưa con. Rồi đưa đây đưa chút lại. Thôi, tôm nhà con ngán rồi giúp qua vô lại cho lại con ngán chứ. Nói gì ăn đi ông này. Thôi, có gì nữa anh ơi, anh làm gì một chén giùm ơn nha. Chết đi. Về đó. Là nước nấu mặn. Chứ nhà đồng quá dạ. Bảo nước chứ. Mắt nhờ lúc nào không có chinh được. Giơ thẳng tay luôn. Giữ được mấy ông. Mắt đó đó. Còn năm khỏi lo đi tí không làm sao không làm. Không làm sao không làm. Không làm sao không làm. Nói giao thông quá. Không làm sao không làm. Không làm sao không làm vậy. Chúc mừng cả gia đình vui làm ở năm nào. Cho hay cái mới được chứ. Nằm không nhớ ăn bánh mì đâu hả? Chết rồi. Năm nữa năm hoài. Không có mẫu bệnh chứ. Em
có sinh nhật của nhỏ cháu đó. Cháu hả bà Bảy? Ờ, bà Bảy, cháu nội. Cháu nội. Sẵn thì đây bác Bảy làm sinh nhật cháu nội luôn. Quỳnh Tấn Phát. Quỳnh Tấn Phát đúng rồi đó. À. Đâu rồi, Quỳnh Tấn Phát đâu rồi? Đây, đây, đây. Cái đó là bà Bảy đó. Bữa nay đông vui ở đây tổ chức sinh nhật luôn. Đâu Quỳnh Tắc Phát lại. Con hả? Ừ. Bây giờ thì khách lại cũng đông đủ rồi. Thì mình cũng chuẩn bị đằng vô bàn mình ngồi ăn với mọi người luôn. Thì cả nhà mình sẽ tiếp tục clip luôn. Mọi người xem được clip mình đừng quên cho mình một like, share cũng như đăng ký kênh nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.